Hoa hậu Nông Thúy Hằng tung bằng chứng, đáp trả cứng gắt khi bị chê học vấn. Nông Thúy Hằng đã công khai bằng thành tích nhằm đáp trả ồn ào bị chê bai học vấn, nhận được sự quan tâm của công chúng. Mới đây, Nông Thúy Hằng đã có những chia sẻ nhằm đáp trả trước những lời chê bai học vấn, nhận được sự quan tâm từ phía công chúng. Người đẹp đã đăng tải danh sách những học sinh được tiên dương trong mùa thi ngày trước của cô. Trong đó, cái tên Nông Thúy Hằng xếp ở vị trí thứ hai cùng thành tích giải ba học sinh giỏi quốc gia. Cùng với đó, Nông Thúy Hằng cũng gửi lời cảm ơn đến những người tin tưởng mình. Người đẹp biết, người ta có thể đổi trắng thay đen, làm mọi thứ tồi tệ để dìm em xuống nhưng hãy tin chị, sự thật vẫn là sự thật. Em cảm ơn chị, đây cũng chính là bằng chứng rõ nhất cho thấy Nông Thúy Hằng là mỹ nhân sở hữu học thức khá ấn tượng, không như lời đồn. Chưa dừng lại ở đó, Nông Thúy Hằng còn có màn đáp trả cực gắt khi bị một số cư dân mạng tỏ ý nghi ngờ về độ chân thực Cô bày tỏ, khi nào học giỏi hơn người khác rồi hãy lên tiếng chê người ta học ngu bạn ạ. À. Là ai đăng đàn lên người đó mới nghĩ mình là má thiên hạ, nghĩ rằng đăng lên sẽ được tất cả mọi người vào ủng hộ rồi dìm người khác. Trong một cuộc phỏng vấn với VOVVN trước đó, Nông Thủy Hằng cho biết, những tin đồn không đúng sự thật khiến nhiều người sẽ có cách nhìn sai về cô và ảnh hưởng đến gia đình cô, những người thân yêu và bạn bè của cô rất nhiều. Gia đình chỉ biết động viên Hằng, mọi người sợ Hằng bị áp lực tâm lý vì phải đối mặt với quá nhiều bình luận tiêu cực. Hằng sợ nhất là bị người thân hiểu lầm, còn với những người không biết gì và bình phẩm về mình, Hằng không bận tâm lắm vì họ không tiếp xúc với Hằng. Tuy nhiên, người ta tung tin đồn Hằng nợ môn, quảng cáo web đen, cặp đại gia. Những thông tin đó lại gây ra hậu quả rất lớn là mọi người cứ hùa vào, mọi người chỉ đọc mà không quan tâm đến xác mình. Đó là lý do mà tôi vẫn phải lên tiếng, nồng Thúy Hằng chia sẻ. Cô cũng chia sẻ rằng, kể từ khi đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, mỗi hành động của cô từ giờ sẽ kín kẽ hơn, cẩn thận hơn và bên cạnh đó là các hoạt động thiện nguyện. Và trong tương lai, cô sẽ hướng tới một hình ảnh thiếu nữ thanh nhã, lịch thiệp nhưng vẫn mang đậm dấu ấn của một người con gái dân tộc Tây miền núi Hà Giang đầy cảnh sắc say lòng người. Tại chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, Nông Thúy Hằng nhận được câu hỏi, bạn mong mỏi thế giới trân trọng điều gì nhất ở con người Việt Nam? trong phần thi ứng xử. Cô trả lời, tôi muốn cho bạn bè thế giới biết về một Việt Nam rất giàu, giàu bản sắc, giàu yêu thương và lòng nhân ái. Người Việt Nam thường được biết đến với hình ảnh những anh hùng bất khuất, hy sinh anh dũng về dân tộc. Nhưng hôm nay, tôi muốn cho thế giới biết Việt Nam có 54 dân tộc với 54 bản sắc văn hóa khác nhau. Tân Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 sở hữu gương mặt sắc xảo cùng chiều cao 1,72m, số đo 3 vòng 87. 62-91cm. Cô từng tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh quốc tế thuộc Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô có bảng thành tích học vấn tốt. Thời trung học, Nông Thúy Hằng là học sinh giỏi suốt 12 năm, từng đoạt giải 3 môn văn cấp quốc gia.